có thể nói rằng Peter Minh Tú là một người hết sức tâm huyết đối với tất cả các thí sinh. Họ cũng còn nhớ là trong một đêm thi tài năng, mặc dù rất là bận rộn nhưng mà Hoa Hậu Minh Tú cũng đã đến và cổ vũ cho các thí sinh của mình, kèm theo đó là những lời dặn dò và nhắc nhở cho các thí sinh trước thềm chung kết. Không biết là lúc đó thì chị đã nhắn nhủ điều gì đối với các thí sinh của mình không? Và trong bất cứ một chương trình truyền hình thực tế nào mà Minh Tú tham gia làm mentor thì Minh Tú cũng thi cùng với các thí sinh của mình. Không biết là tối đêm nay Minh Tú và các thí sinh của Minh Tú ai hồi hộp hơn ạ? Thật ra đối với bản thân Minh Tú thì ngay cái đêm chung kết này nó không còn là thi với nhau, sẽ không còn là team Minh Tú là team Thị Duyên là team Thúy Vân, mà bản thân của ba chúng tôi mong muốn là sẽ tìm ra được những cử thi cũng như là những còn đầy đủ tiêu chí để đặt chị trở thành hoa hậu thể thao Việt Nam. Xin được cảm ơn những chia sẻ. Chúng ta sẽ được gặp. Thank you.
chào đón quý vị giám khảo của cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam, Miss Tennis Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Huy, trưởng ban tổ chức. Thank you.
Và bây giờ đây xin được chào đón Á hậu 2, Hoa hậu các nước đồng Việt Nam, Miss Earth Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo. Và thì cũng chính là ban giám khảo khách mời của đêm chung kết Miss Venus Việt Nam 2022. Yeah.